đơn vị trường trung học cơ sở Nhân Văn gửi lời chào trân trọng và hào hứng nhất tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý khán giả và các bạn học sinh thân mến. Hòa cùng hội thi hôm nay, đơn vị trường chúng em xin được gặp mặt với chủ đề Việt Nam đất nước vân yên. Để có được một đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay, thì đất nước chúng ta phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao biến cố lịch sử và đã trở thành niềm tự hào trong mọi trái tim con người Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến những công lao to lớn của những vị anh hùng dân tộc đã cống hiến hết sức mình cho tổ quốc non sông. Một trong số đó chính là Bác Tô. Bác Tô là một người con của mảnh đất An Giang, người đã làm trẻ trong quê hương đất nước, xứng đáng là một vị lãnh tụ vĩ đại trong lòng mọi người dân Việt Nam. Những gì thế hệ học sinh chúng ta được truyền đạt qua những lời của thầy, cô giáo, chúng em tự ý thức được rằng mình phải cố gắng học tập và làm theo những gì Bác Hồ dạy. Tuy nhiên, những tuổi học trò của chúng ta còn học và học thì có khác gì nên đánh rơi tuổi trẻ. Đôi lúc chúng ta phải tạm gác sách vở để nô đùa cùng nhau và cùng nhau viết lên những câu chuyện đậm nét vô nghị cho chính mình. Dù sao chăng nữa, thế hệ học sinh chúng ta cũng không thể nào quên ơn người. Người là vị lãnh tụ vĩ đại, chẳng ai khác đó chính là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác ơi, thiên pháp mênh mông thế, ôm cả non sông vạn kiếp người. Chương trình của chúng em gồm các tiết mục như sau: mở đầu ca múa Việt Nam mến yêu, sáng tác Trần Thanh Tùng do toàn đội biểu diễn. Đơn ca Mùa Xuân Trên Quê Hương Bác Hồ, sáng tác Mạnh Đạt do bạn Nguyễn Thị Yến Nhi trình bày. Múa Ký Ức Tuổi Học Trò, anh nhạc Phương Đông, biên đạo của Phương Linh do Tết Múa thể hiện. Song ca Chuyện Mất Tôi, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện do hai bạn Lan Anh và Từ Nguyên trình bày. Cuối cùng là tiết mục đơn ca Em Nhớ Mãi Bác Hồ, sáng tác Nguyễn Phú Yên do bạn Nguyễn Ngọc Văn Mai thể hiện. Chịu trách nhiệm chương trình đại Nguyễn Thành Sơn. Và chương trình của em sẽ được phép bắt đầu.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất nước tôi yêu đến đây là kết thúc. Và cuối cùng, kính chúc họ thi thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào.